Theo cơ quan công an, cách đây vài ngày, tài xế taxi là Trần Văn Trung sinh năm 1982, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đã đón hai người khách nước ngoài tại tuyến đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có phó tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đi cùng. Khi xe mới đi được một đoạn ngắn, hai vị khách thấy đồng hồ hiện giá cước tăng cao bất thường nên đã yêu cầu dừng xe. Trong lúc phó tổng lãnh sự Hàn Quốc lấy tiền trả thì Trung đã lấy trộm chiếc điện thoại từ trong túi xách của bà. Phó tổng lãnh sự Hàn Quốc sau khi phát hiện mất tài sản đã trình báo công an. Hiện công an đang tạm giữ đối tượng Trung để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.